Các bạn đang xem là video khách hàng lắp đặt thực tế bộ combo tay đòn đóng mở cổng tự động Movit G350. Dùng cho cổng với chiều dài mỗi cánh là 3.5m và nặng 350kg. Đầy đủ bộ sản phẩm bao gồm hai tay đòn, bộ tủ điều khiển, bộ gá và ốc vít và một cái chặn cổng. Đầu tiên, có hai cánh tay đòn với kích cỡ là tổng chiều dài tầm 868mm. Khi đi ra hết hành trình, thì dài tầm 1,218m. Bộ combo Movit G350 có các thông số kỹ thuật sau, hành trình là 300mm, tốc độ đóng mở là 22mm/giây, tải trọng mỗi cánh lên đến 350kg, độ dài mỗi cánh là 3,5m và điện áp hoạt động là 24V. Đi kèm là hai remote khá sang trọng, treo vào chùm chìa khóa rất tiện lợi. Trong trường hợp mất điện, có chìa khóa dự phòng, bạn có thể dùng tay mở cổng như bình thường. Sản phẩm này chỉ được phân phối khi có tem nhãn đầy đủ và là chính hãng của Movit. Đảm bảo sự an toàn và chất lượng cho người dùng. Với khả năng sử dụng cho nhiều loại cổng khác nhau, sản phẩm này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu đóng mở cổng tự động của bạn. Bộ G350 có ưu điểm nổi bật là chắc chắn, bền, đẹp kiểu dáng hiện đại nhất. Bảo hành lên đến 24 tháng với những lỗi của nhà sản xuất. Với bộ G350 này có thể lắp đặt cho cổng 2 cánh hoặc cổng 4 cánh và có thể điều khiển một cánh riêng lẻ hoặc hai cánh cùng lúc. Đây là một số video ứng dụng của Movit G350 bên mình. Movit có đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm chuyên sâu, có thể hỗ trợ thiết kế, tư vấn lắp đặt. Anh chị nào quan tâm, liên hệ với Movit ngay nhé!